Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kiên Xe Đạp. Hôm nay em sẽ giới thiệu các một dòng xe mountain bike đến từ thương hiệu của Giang. Và đây một mẫu xe em đã review rất là nhiều rồi. Hôm nay một chiếc màu xanh đen. Đây là chiếc xe Giang XTC 800 sử dụng vành 27,5 các bác nhé. Đây là một mẫu xe địa hình bán rất là chạy tại ở của em. Khi giá tốt và cấu hình cao. Sử dụng bộ group của Shimano DOG đó nhé. Vâng, bây giờ em sẽ vào đánh giá chi tiết xe. Vâng, và hôm nay là chiếc xe có tông màu xanh đen. XTC 800. Tất cả đồ về xe về đều nguyên zin nguyên bản. Trước tiên em sẽ lướt qua hình thức của xe. Cậu yên nguyên zin của hãng Gian. Đây là yên. Yên màu xanh đen đó nhé. Xe được sử dụng bộ vành 27,5 và bản lốp là 2.0 và lốp nguyên zin của hãng Gian các bác nhé. Nguyên zin của hãng Gian. Và bộ vành cặp Mavic, vành hiệu Mavic. Vành Mavic thì rất là nổi tiếng rồi, em không cần giới thiệu qua. Trước đây những chiếc xe Gian XTC 800 cũng được trang bị vành Mavic. Cái vành 2775 này to hơn bánh vành 26 thông thường, là những chiếc xe điện khác em về. Nhiều bác cũng hỏi em về những chiếc xe bánh vành 27,5. Đùi đĩa chủ giống của hãng Gian, nguyên zin theo xe. Có thể thấy chữ Gian đây. Đùi đĩa chủ giống. Và xe đi rơm sườn. Rơm sườn. Chiếc xe có size S, trên khung ghi size S các bác nhé. Và với dòng xe Gian thì luôn được trang bị công nghệ nhôm alloy. Và chiếc xe này là alloy SL các bác nhé, superlight, siêu nhẹ. Bê đan nguyên zin của hãng Gian. Có chữ Gian đấy các bác nhé. Đây bê đan zin theo xe. Và đồ đều nguyên zin nguyên bản trong xe. Thì bên trên đây phốt và ghi đông nguyên zin nguyên bản của hãng Giang. Có thể thấy Giang này. Tay nắm cũng của Giang. Và xe trang bị bộ tay bấm xả cao cấp của Shimano DOG với 10 đốc bấm bên lip và 3 tầm bên đĩa cho xe 30 tốc độ và khóa sóc hành trình trên tay, khóa mở sóc hành trình tay rất tiện dụng cho các bác không phải cúi đây để mở khóa đâu. Đấy, khóa ngay trên tay luôn, rất là tiện. Cùng với đấy là bộ phanh đĩa dầu thủy lực của Shimano. Đây của Shimano nhé. Giảm sóc nguyên zin của hãng Giang. Đây là bánh trước, lốp trước. Như các bác thấy thì tất cả đều có chữ Giang đồng bộ. Đây
gạt đĩa đây các bác, gạt đĩa của DOJ. Vâng, xe được trang bị bộ group của Subaru DOJ. Trên thùng thì có mã QR code của hãng. Vâng, bây giờ sẽ đi vào đo chiều cao không đúng của xe. Xe chiều cao không đúng là 43, ngang là 55 bác nhé. Của các bác từ 1m6 đến 1m7 với chiếc xe này. Vâng, bây giờ chuyển động với 10 tầng lip củ đề của Shimano DOJ lên lip. Xuống lip. Vâng. Nóng rất tốt. Phía tay phải em bộ đùi 3 tầng của Giang. Đùi đi trục rỗng. Lên đĩa. Gạt đĩa của DOJ luôn. Vâng. Xe chuyển động rất tốt. Vâng, và vừa review trong chiếc xe Gian XTC 800, một chiếc xe mountain bike của hãng Gian, được sử dụng vành 2775 và bộ group của DOJ. Tất cả đồ đều nguyên zin nguyên bản theo xe. Chiếc xe được bán tại cửa hàng em mức giá là 9.800.000, miễn phí ship toàn quốc đối với những bác chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm. Các bác quan tâm nhắn tin Zalo 0975 70993 để xem hình ảnh chi tiết về chiếc xe. Lên YouTube theo dõi anh Kiên Xe Đạp và nhấn chiếc chuông để nhận những thông báo mới nhất về những chiếc xe đẹp khó tại cửa hàng. Xin chào và cảm ơn các bác theo dõi video.